xin kính chào quý vị khán giả của đài VNTV. Hiện Khôi đang đứng ở một nơi rất là đẹp và có quý vị có thể nhìn thấy xung quanh ở đây một sắc hoa vàng rực. Đó là cánh đồng hoa cải thuộc địa phận của Chula Vista. Nếu ai yêu quý chụp hình hoặc là đơn giản mình chỉ là đến đây để thưởng một cái không khí trong lành và có thể đi dạo dưới những cái cung đường giống như ở bên trái của Khôi đây thì có thể tới. Khôi sẽ share cái địa chỉ ngay dưới cái màn hình nha. Cánh đồng này họ sẽ cày lên. Tại vì mình cũng không có biết là nó sẽ ở đây là bao lâu, cho nên là các bạn hãy nhanh chân lên nha. Nào, cùng theo Khôi nhé.